Hải quân Nga hồi tháng 4 vừa qua tuyên bố Ekaterinburg, tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân lớp Delta 4, sẽ bắt đầu loại biên từ năm 2022. Tàu Ekaterinburg đã nằm tại cảng ở Severodvin gần 2 năm và việc loại biên sẽ là dấu chấm hết cho hơn 36 năm phục vụ trong Hải quân Liên Xô và Nga. Việc loại biên tàu ngầm Ekaterinburg cũng bắt đầu cho quá trình chấm dứt hoạt động của loạt tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy năng lượng hạt nhân lớp Delta, từng là xương sống trong hạm đội Hải quân Liên Xô và Nga suốt hàng thập kỷ. Các tàu ngầm lớp Delta sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm lớp Bori hiện đại đang được chờ đợi từ lâu. Được biết đến ở Nga với tên gọi tàu ngầm lớp Delphin thuộc dự án 667 BDRM, các tàu Delta 4 là phiên bản thứ tư và cuối cùng trong loạt 43 chiếc, trong đó tàu đầu tiên được giới thiệu vào đầu những năm 1970. Hiện có 7 tàu ngầm Delta 4 phục vụ trong Hải quân Nga. Một trong số này, tàu Port Moskovia, được chuyển đổi thành tàu ngầm đặc nhiệm năm 2016, thực hiện các nhiệm vụ tình báo. Ngoài 7 tàu lớp Delta 4, một tàu ngầm lớp Delta 3, tàu Rizazan, cũng đang phục vụ trong Hải quân Nga. Tất cả các tàu Delta 4 hiện thuộc biên chế của hạm đội phương Bắc, trong khi tàu Delta 3 duy nhất thuộc biên chế của hạm đội Thái Bình Dương. Lực lượng Hải quân Nga hiện có 4 tàu ngầm lớp Bory đang được biên chế. Tàu ngầm mới được biên chế gần đây nhất là vào năm 2020, Knyaz Vladimir, thuộc lớp tàu Bory A. Và đây là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này, một chiếc khác đang trong giai đoạn chạy thử. Vào ngày 16 tháng 6, quân đội Israel đã không kích một số địa điểm của Hamas ở dải Gaza nhằm đáp trả các vụ tấn công từ Gaza vào miền nam nước này. Các cuộc tấn công bằng máy bay chiến đấu của Israel nhằm vào khu vực Khan Yunis và thành phố Gaza nhằm đáp trả các quả bóng bay gây cháy được thả vào Israel trong ngày 15 tháng 6. Những quả bóng bay đã gây ra hơn một chục đám cháy trên khắp vùng đất nông nghiệp miền nam Israel. Đây là hành động khiêu khích mới nhất từ Gaza diễn ra sau cuộc tuần hành treo cờ Israel ở Jerusalem. Quân đội Israel cảnh báo rằng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, bao gồm cả các hoạt động tấn công vào các cứ điểm của phong trào Hamas ở Gaza. Trong những ngày gần đây, Israel đã triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới Gaza để đối phó với mối đe dọa từ vùng đất Palestine. Trong một diễn biến khác, một số người Palestine đã bị thương trong các cuộc đối đầu với quân đội Israel khi phản đối cuộc tuần hành treo cờ Israel ở Jerusalem. Cảnh sát Israel cũng bắt giữ một số người Palestine trong các cuộc đối đầu và triển khai khoảng 2.500 binh sĩ để đảm bảo cuộc tuần hành. Biên đội 2 tiêm kích tàng hình F-22 xuất kích khẩn cấp từ căn cứ không quân Liên Hợp Trân Châu Cảng tại Hawaii lúc 16 giờ ngày 14 tháng 6. Chiếc thứ 3 cất cánh sau đó khoảng 1 giờ. Một máy bay tiếp dầu KC-135 cũng được huy động để hỗ trợ nhóm tiêm kích tàng hình. Truyền thông địa phương cho biết, chuyến xuất kích được mô tả là nhiệm vụ tuần tra bất thường, được tiến hành theo đề nghị của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, sau khi cơ quan này ghi nhận một tình huống trên không. Tuy nhiên, cả không quân Mỹ lẫn FAA đến nay chưa công bố thông tin nào về sự cố bất thường khiến 3 tiêm kích F-22 phải xuất kích. Lực lượng trực chiến tại Hawaii thường bao gồm 2 máy bay chiến đấu cơ F-22 trang bị đầy đủ vũ khí và thùng dầu phụ dưới cánh thuộc phi đoàn tiêm kích số 199 của Không quân Vệ binh Quốc gia Hawaii, cùng ít nhất một máy bay dự bị với cấu hình vũ khí tương tự nhằm đề phòng một trong hai phi cơ trực chiến gặp trục trặc. Các nhiệm vụ xuất kích khẩn cấp theo đề nghị của FAA không quá hiếm gặp, thường diễn ra với những tình huống có nguy cơ uy hiếp an ninh trên máy bay dân dụng hoặc hỗ trợ giới chức dân sự nhận diện, theo dõi các máy bay mất liên lạc. Phi đội F-22 tại Hawaii cũng có nhiệm vụ tiếp cận, ngăn chặn và xua đuổi các phi cơ tiếp cận vùng nhận diện phòng không xung quanh quần đảo. Tuy nhiên, ít khi máy bay dự bị được huy động hỗ trợ phi đội trực chiến trong cùng một nhiệm vụ, kèm với đó là sự xuất hiện của máy bay tiếp dầu. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, hạm đội Thái Bình Dương có một cuộc tập trận có sự tham gia của 20 tàu tác chiến mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cùng với 20 máy bay hải quân. Chuẩn đô đốc Konstantin Kabanstov nói rằng, các tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương đã hoàn thành việc triển khai trong khu vực diễn tập và bắt đầu nhiệm vụ hôm nay theo kịch bản diễn tập chiến thuật, như một phần của lực lượng đặc nhiệm biển xa thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Như vậy,
cuộc tuần tra bất thường của các máy bay F-22 nhằm giám sát cuộc tập trận nói trên của Hải quân Nga. Theo nguồn tin của tờ Politico Mỹ, Lầu Năm Góc đang cân nhắc thành lập lực lượng hải quân thường trực tại khu vực Thái Bình Dương để đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Những sáng kiến này sẽ tạo điều kiện tăng sức nặng cho Tổng thống Joe Biden khi trao đổi cứng rắn với Trung Quốc và gửi đi tín hiệu rằng chính quyền mới của Mỹ nghiêm túc trong xử trí với các động thái khiêu khích của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Thông tin này được đưa ra sau khi lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thể hiện rõ nhất trí với lập trường của Mỹ về Trung Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức vào tháng 6, NATO tuyên bố Trung Quốc là thách thức an ninh và Bắc Kinh đang tác động đến trật tự toàn cầu. Ông Eric Corbyn tại The Marathon Initiative đánh giá, đây là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc hướng tới chuyển nguồn lực từ Trung Đông để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại Thái Bình Dương. Lực lượng hải quân này sẽ hoạt động theo hình mẫu mà NATO đã xây dựng là lực lượng thường trực hải quân Đại Tây Dương. Đây là lực lượng phản ứng nhanh có thể được điều động nhanh chóng để xử lý khủng hoảng, nhưng dành phần lớn thời gian quanh khu vực để tham gia tập trận. Có 6 đến 10 chiến hạm của các quốc gia thành viên NATO tham gia lực lượng thường trực hải quân Đại Tây Dương trong nhiệm kỳ 6 tháng. Ngày 10 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố thành lập lực lượng đặc trách thuộc Lầu Năm Góc, chuyên về xem xét chính sách với Trung Quốc. Lực lượng mới thành lập này của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bao gồm 15 thành viên, chuyên đánh giá chính sách của Mỹ với Trung Quốc và cố vấn cho Tổng thống. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160 của nước này đã thực hiện hành trình bay huấn luyện định trước trên vùng biển trung lập ở Baltic vào ngày 15 tháng 6. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở một số chặng bay trên biển Baltic, các máy bay ném bom của Nga bị kèm sát bởi các tiêm kích tàng hình F-35A của không quân Italia, F-16 của không quân Đan Mạch và JAS-35 của không quân Thụy Điển. Được biết, phía Nga cũng điều động các tiêm kích Su-35S của lực lượng không quân và Su-27 thuộc lực lượng không quân hải quân bay cùng để bảo vệ biên đội Tu-160 trong suốt nhiệm vụ trên. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom của nước này thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng biển Baltic trong khoảng 8 giờ trước khi rời khỏi khu vực. Cần lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện đang có cuộc tập trận ở biển Baltic có tên là BALTOP 2021. Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, dự kiến vào chiều tối ngày 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đây cũng sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ sau khi Washington có chính quyền mới.